cuối tuần phân tích đi chơi một chút thì hôm nay sẽ phân tích kịch bản của vnx cũng như là những mã ngành tiềm năng trong thời gian tới cũng như những câu hỏi mọi người hỏi nhiều nhất trong tuần vừa rồi như vnx giảm như này thì tuần tới liệu có ubo hay không Hối ngoại bán dòng nhiều quá tâm lý nhà đầu tư rất là lo lắng đúng không? À, hay là những cái cổ phiếu nào tiềm năng có thể là tuần tới dẫn dắt thị trường Đấy, có nên mua dòng công nghệ hay không? không thì hôm nay sẽ phân tích và chia sẻ với mọi người trong video ngày hôm nay thì kết phiên ngày thứ sáu vừa rồi, thanh khoản 13.911 tỷ, giảm 7,19 điểm xuống còn 1.252 điểm. Đấy, thị trường phân hóa rất là mạnh, Đấy, 125 mã tăng điểm, Đấy, 1 mã tăng trần, 62 mã đứng giá, 254 mã giảm điểm và 3 mã đóng cửa về giá sản. Đấy, viên 30 thì cũng uh, giảm đến 9,31 điểm. Đấy. Kịch bản thì tôi chia sẻ mọi người video trước rồi, đúng không? mô hình dự kiến là vai đầu vai ngược. Đấy, nó đang đánh rất là đúng kịch bản đấy Về test vùng 1250 và bắt đầu rút chân đấy, Thì hy vọng tuần tới sẽ là một tuần mà hồi phục của thị trường và đạt đúng cái mẫu hình như vậy Về thị trường thế giới cũng đang phân hóa rất mạnh ở Thị trường châu Á và thị trường châu Âu diễn ra sắc đỏ Và thị trường Mỹ thì xanh rất là tốt Dow Jones tiếp tục tăng 0,61% Nasdaq tăng 0,07% MP500 tăng 0,38% khối ngoại bán dòng hơn 1.168 tỷ trong phiên thứ sáu tự doanh thì lại ngược lại mua dòng hơn 88 tỷ đấy khối ngoại là một cái điều rất là tiêu cực của thị trường trong thời gian gần đây đấy một hai tuần gần đây bán dòng rất mạnh phiên thứ sáu đỉnh điểm bán đến hơn một nghìn tỷ bán tập trung rất là nhiều VHM, CMG, STB, e, Techcombank, OCB dòng banh thì về mặt phân tích kỹ thuật tôi chia sẻ với mọi người rồi đa số chỉ là hồi phục kỹ thuật thôi. Còn uh, muốn tạo sóng nó phải có những cái form mẫu hình nó đẹp hơn nữa nhá mọi người nhá. Uh, về kỹ thuật thì uh, nhiều dòng tôi đánh giá rất là tích cực. Uh, ví dụ như dòng công nghệ hay là dòng uh, dệt may <laughs> hay thủy sản uh, đều đang rất tích cực. Video hôm trước chia sẻ với mọi người rồi. Ok, đi sâu vào phân tích các mã để xem thị trường của mình xấu tốt uh, sao và mọi người like nhá, like cho vui. Đấy, về kỹ thuật thì tôi chia sẻ với mọi người rồi. <laughs> đó là mẫu hình này vai đầu vai ngược nó không có hôm trước vẽ với mọi người rồi thì thì vnx đang đánh khá là giống kịch bản này đấy nó cứ thế này thôi đây là vai đầu vai ngược vẽ cho mọi người lại để mọi người hôm trước vẽ rồi nhưng mà hôm nay vẽ lại <laughs> cuối tuần chia sẻ mọi người nhiều hơn đây về một nghìn hai xong bắt đầu kéo lên đấy, kịch bản này thì kịch bản rất là tiềm năng <laughs> lúc đấy mua cd cắt lên mọi người nhé nếu mà tuần tới mà tầm thứ hai thứ ba mà nó tăng khoảng tầm trên 10 điểm lúc đó mà cắt lên thì tôi nghĩ lúc đấy dòng tiền vào sẽ rất là tốt đấy. đặc biệt có cái dòng dẫn ví dụ như dòng banh hoặc là bất động sản nó mà hồi phục hoặc là dòng chứng khoán nữa dòng chứng khoán thì mẫu hình của nó cũng không quá đẹp nhưng mà nếu mà dòng chứng khoán là dòng dẫn thì thị trường sẽ rất tích, tích cực mọi người nhé đấy thị trường thế giới người tăng tăng âm âm đấy. ví dụ như chỉ số DXY thì thì gặp vùng kháng cự rồi tôi nghĩ nó sẽ phải xử lý cản mỗi một thời gian không tăng quá mạnh đâu đây các bạn nhìn Dow Jones này Đấy, Dow Jones, Nasdaq, đang bứt đỉnh, bứt đỉnh rất là khỏe, Đấy rất là khỏe, Đấy, Nasdaq Nếu bứt đỉnh rồi, đang mở gap tăng ba bộ ba lính ngựa lâm luôn, về có những cái nhịp là điều chỉnh test lại thì nó lại đi lên tiếp rồi, form này rất là khỏe, đặc biệt là Dow Jones, Dow Jones tăng rất tốt, Đấy. giá vàng, giá vàng thì thì có một phiên mà tôi có chia sẻ mọi người rồi, nó thế này thì hồi phục chắc là hồi phục kỹ thuật thôi. Đấy, cùng lắm là lên lại được lại cái vùng tầm 27 xong lại đi tiếp form này form là suy yếu giá vàng là suy yếu rồi tạm thời nó phải tích lũy lại phải đánh lại mất một vài tuần Đấy, nhưng mà thiên về trường hợp là suy yếu Đấy, giá vàng Đấy. bitcoin nó bitcoin thì, thì thì rất là tốt bitcoin đã uptrend rồi mọi người vượt đỉnh lịch sử rồi vượt đỉnh lịch sử rồi bây giờ tiếp tục đang uptrend nghĩa là người ta không có đỉnh gì nữa người ta cứ thế đi lên thôi có test lại rồi đi lên form này form mới một đỉnh thì có điều chỉnh xuống nó lại đi lên tiếp mà form này thì form đang rất là đẹp chưa vi phạm bất kỳ điều gì nữa bitcoin nhé nhiều bạn uh, hỏi về vấn đề bitcoin thì uh, cái giai đoạn trước tôi chia sẻ mọi người rồi bitcoin thì đang nâng đáy mẫu hình thì đỉnh sau cao đỉnh trước đáy sau cao đối trước đỉnh. đi vào phân tích uh, cổ phiếu trên thị trường đi đấy, hôm nay nhiều bạn hỏi là có có nên mua v vtb không bây giờ mua thì thật ra là không đúng form kỹ thuật của tôi đấy bây giờ mua thì hơi FOMO mô À, hàng về thì không biết là có ăn không đấy, nếu mà thứ hai các bạn FOMO vào mua thì có khi lại lại lỗ đấy à, vtb thật ra không tôi đã cho mọi người điểm mua vào ngày mùng 9 tháng 10 thôi các bạn có thể xem lại video ngày mùng 9 tháng 10 nhá đấy, video trên youtube tôi có chia sẻ mọi người ngày mùng 9 tháng 10 điểm mua vtb ấy. đấy ngày mùng 9 tháng 10 nghe nói break thời điểm này là thời điểm mọi người mua chứ bây giờ lên tận trên này rồi mà mọi người lại đòi mua nữa thì nếu mà có điều chỉnh thì thì form này nó vẫn là form mới một có một đỉnh thôi điều chỉnh thì nó sẽ có nhịp nữa, đấy nghĩa là tạo ít nhất phải đỉnh một đỉnh hai thì mới chết thì nếu các bạn muốn mua thì đợi nhịp điều chỉnh đi, đấy, thì thì các bạn mua còn các bạn xem lại video ngày chín tháng mười cho mọi người điểm mua VTB rồi, Nhưng mà bây giờ mà vào đua thì thì nó là FOMO quá quá, ví dụ điều chỉnh về vùng này này thì các bạn có thể tham gia các bạn mua được còn không về thì thôi nhá Đấy cái hôm mà break uh, dòng tiền vào tốt ngày mùng 9 tháng 10 tôi bảo mọi người canh mua VTB ngày mùng 9 tháng 10 các bạn xem lại video YouTube không lại bảo là mình chém gió gì để điểm mua ngày mùng 9 tháng 10. Đấy, hay là những cái cổ phiếu như DXS chẳng hạn đấy các thứ vào mọi người có điểm mua. Hay là thời gian tới tôi rất là hy vọng rất là hy vọng dòng chứng khoán sẽ là dòng giữ nhịp của thị trường. Bởi vì bây giờ nhá, bất động sản là một này. Bank là hai, chứng khoán là ba đang có mẫu hình dòng tiền không được tốt cho lắm đúng không? Mà ba dòng này lại là dòng ba dòng chính của thị trường, thanh khoản rất lớn. Mà nó mà tiêu cực thì thị trường của mình cũng không thể nào khỏe được. Không thể là những cái cổ phiếu như dòng công nghệ mà hay là diệt may thủy sản mà dẫn dắt được đúng không? Kể những cái cổ phiếu đẹp nhất thị trường tôi cũng phân tích cho mọi người rồi, thủy sản dệt may đúng không? Hay là những cái cổ phiếu hút tiền có thể là tuần tới bảo hiểm nó cũng có nhịp hồi phục kỹ thuật của nó. Đấy, ví mới G Đấy, các bạn nhìn thấy những cái cổ phiếu như M -E g này bắt đầu là dục dịch tích biên rồi. Đấy, có những cái nến đảo chiều rồi, bứt 120 rồi dòng tiền vào dục dịch vào thôi thì khả năng sẽ có nhịp. Có như HVN thôi. Đấy có bạn suốt ngày nào thì các bạn chẳng hỏi HVN tôi bảo là kiểu gì form nó có một định nhịp nữa, à, kiểu gì có một đỉnh nữa. Đấy. Target thì 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 có chia sẻ mọi người từ cái những cái đợt mà Bollinger Bo là target là nếu mà có vào sóng thì khả năng sẽ lấp được cái gap vùng 2615 đấy, 2615 thì các bạn cầm lên cái vùng 2615. Hoặc là bạn nào chốt lời dần cũng được. Đó, sắp lên cái vùng gáp rồi, chốt lời dần. Còn tùy mọi người mỗi người một quan điểm mà. Tôi thường form này đỉnh 1 đỉnh 2 rồi. Thì cho nên là thường là khi mà lấp gáp sẽ là cái vùng kháng cự tương đối mạnh. Và thế mây này thì không phải thế mây tăng mạnh. Đấy, thế mây VTB thì còn còn được gọi là thế mây tăng mạnh mà thế mây đỡ giá và và nó có một biên tích lũy và bây giờ chả có đỉnh nào nữa. Đấy. VTB thì không có một đỉnh nào nữa rồi. Bây giờ là cứ thế đi lên thôi Có điều chỉnh thì cũng sẽ còn một đỉnh nữa mọi người nhé Nhưng bảo bây giờ bảo tham gia FOMO thì sẽ không vào cái form mà tôi khuyến nghị mọi người Quan điểm nó như vậy Thứ nhất là Red AI các thứ rất là cao Bây giờ Red lên 85 Và tăng tăng trong một giai đoạn tương đối tốt rồi Và các bạn lưu ý nhé Những cái cổ phiếu mà đã tăng biên tương đối lớn rồi Khoảng tầm 30-40% đó là các bạn hết sức lưu ý lưu ý để mà chốt lời tránh trường hợp như kiểu với HM này ai cũng nghĩ là nào thì mua thế lọ mua thế kia nhưng các bạn lưu ý với mọi người đó là tôi có chia sẻ với mọi người là một trong những cổ phiếu mà tăng đến từ vùng từ vùng đáy của nó là tăng đến đúng không tăng đến 40 50 phần trăm rồi đấy hơn 40 phần trăm rồi mà một trong cổ phiếu VN30 kể cả dòng banh thôi mọi người nhé tăng tầm 30 40 là gọi là hết cỡ rồi cho nên là ai mà đu vào thường rất là dễ thua lỗ Đấy, tôi có chia sẻ một người VHM đừng có vào FOMO thì chạy canh mà chốt lời tham gia mua chết ngay đúng không tăng từ vùng đáy 40 là rất là lớn của những cái cổ phiếu trong VN30 trong một thời gian ngắn lưu ý lưu ý ra, trong một thời gian ngắn nhé chứ không phải là tầm 1, 2 năm trong một thời gian ngắn tính trong khoảng vài tháng tầm hai ba tháng mà ông tăng đến 40% phần trăm rồi mà đòi hỏi nó còn tăng nữa đi. rất khó đấy là những cổ phiếu trong vn 30 nhà đầu tư người ta đầu tư tiền tỷ cũng được không? người ta đầu tư hàng uh, chục tỷ cũng được những cái cổ phiếu như vhm này đầu tư chục tỷ thì người ta phải có xu hướng chốt lời nhưng lãi đến 40% phần trăm hay ba mươi hai phần trăm là người ta chốt rồi Và các bạn đua thì này thì thì dễ chết lắm đặc biệt trong vn 10 các bạn lưu ý nhé cứ tính đo ở trong vn30 mà từ vùng đáy lên vùng đỉnh mà tầm 30-40% là hạn chế tham gia mua những cái cổ phiếu kiểu như vậy mua dễ chết lắm. thì VHM thì nhiều bạn hỏi về vùng nào nó sẽ bật hồi thì VHM thì khả năng về vùng này nhé nó sẽ lưu ý là nếu các bạn tham gia các bạn bắt nhé các bạn cứ, cứ cứ thứ nhất là về vô hỗ trợ này thứ hai là tầm hai tầm 50% từ vùng đỉnh Đấy, đổ xuống Đấy, tầm 50% từ vùng đỉnh đổ xuống thì khả năng là, là, là về quanh quanh vùng tầm 38-85 thì khả năng sẽ tạo một cái đáy Đấy, Tạo đáy của VHM Đấy, Về vùng 35-85 Hoặc là các bạn thấy thủng cái vùng mây xanh này thì các bạn mua dần cũng được Đấy là tùy tùy VHM thì tôi đánh giá là Nó cũng mang tính đầu cơ tương đối cao nhưng mà Bởi vì là họ nhà V nữa Lên nhanh xuống nhanh <laughs> Lên kinh lắm Lên nhanh xuống nhanh Đấy, Vinhome nhé mọi người nhé Vinhome thì khả năng tầm Uh, thùng mây là nếu mà bạn nào mà thích thì các bạn có thể ra các bạn mua được về vùng hỗ trợ lại thường sẽ có nhịp bật hồi khá là tốt Đấy, thường nhé còn nếu mà bạn nào đợi phân tích kỹ thuật ấy, thì các bạn ít nhất là các bạn phải đợi đáy một đáy hai còn bây giờ mà acd đã có đáy 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 một đâu chưa có đáy mọi người nhé vsm bây giờ là chưa có đáy bây giờ đang xuyên đáy rồi chưa có đáy bất kỳ đáy một cũng chưa có đúng không? thì các bạn đợi cho cái nhịp mà tạo đáy một này đáy hai ít nhất là chat giờ nhé mọi người nhé ít nhất là chát giờ chắc giờ chưa có đánh nhé chắc giờ cũng chưa có đánh thì các bạn đợi cho nó tạo đáy một đáy hai của chắc giờ đã thì các bạn vào cũng được không nhất thiết phải cứ dò đâu gọi là về cái điểm mua thường về vùng hỗ trợ này nó sẽ bật hồi thôi về vùng là vùng là vùng này là vùng gọi là tạo lập độ lái người ta gom hàng thì thường về vùng này sẽ là vùng cổ phiếu rất là dễ sẽ bật hồi đấy về vtb và vnm rất nhiều bạn hỏi thì, thì, thì tôi trả lời luôn đầu video nhé Đấy, theo Bot tăng mạnh mà tăng nóng thì mọi mọi người có xu hướng là FOMO mua nhưng mà tôi đã cho mọi người điểm mua từ ngày mùng 9 tháng 10 rồi mà mọi người canh mua 10, ngày mùng 9 tháng 10 rồi đó. Các bạn có thể xem lại video trên YouTube, tôi chưa xóa gì đâu. Đó. trên YouTube đấy tôi chả tôi xóa cái gì. Phân tích theo quan điểm cá nhân còn đúng sai thì thì thị trường phản ứng đúng không? Xóa làm cái gì? sai đúng làm sao mà có ông nào mà vỗ ngực bảo tôi 100% đúng hay là một hay hay gì cả nó đó mang tính quan điểm cá nhân và theo phân tích kỹ thuật thôi à, đi vào phân tích từng dòng nhé mọi người nhé à, công nghệ luôn đi cmg Đấy, hôm nay vài bạn hỏi cmg cmg thì có hai phiên dòng tiền vào khá tốt rồi biên biên độ nó tăng không được khoái cho lắm Đấy, biên độ không tăng được khoái cho lắm nhưng về kỹ thuật thì cũng được khá nhiều yếu tố tích cực rồi Đấy, mà các tên bắt đầu dương rồi Đấy, thì, thì khả năng là sẽ tích lũy một vài nhịp nó đi lên nhá. À, các bạn chú ý nếu mà thầm thứ hai thứ ba mà thị trường nó điều chỉnh hay dòng công nghệ điều chỉnh đó, thì các bạn chú ý xem là dòng công nghệ những cái cổ phiếu nào mà điều chỉnh ít hơn chẳng hạn thì có thể là cmg sẽ là dòng tăng sau đấy, nó về v-test lại một hai nhịp nó đi lên tiếp nhá. dòng tiền vào hai phiên khá là mạnh rồi chỉ là tiếc là biên độ của nó không đạt thôi đấy, biên độ không đạt bởi vì bây giờ nhá, nó vẫn chưa đánh trên được cái vùng mà năm bốn tám mươi đấy vùng lên vùng này thì cũng kháng cự cũng tương đối nhiều đây, cả cái vùng kháng cự là vùng này là từng vùng nó mất thời gian xử lý cả Đấy, Xử lý cả Thì khả năng nhé Nếu mà CMG mà muốn vào nhịp ấy, Thì nó phải chinh phục được cái vùng 5760 Thì còn tầm 5-6% rồi nó test lại thì nếu mà chinh phục được vùng 5760 thì lúc đấy thì khả năng nó sẽ vào một cái nhịp tốt nó lên lại vùng tầm 6 66 67 kiểu như vậy. Đấy, thì còn bạn nào mà thích thì cứ lấy vị thế cũng được, CMG thì biên nó cũng còn nhiều. CTR họ cùng họ thì về theo nhưng mà ông này ông, ông lại mẫu hình vai đầu vai này, vai này, đầu vai nhưng form này thì mình không 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 đụng bạn nào thích thì mua thôi mẫu hình vai đầu vai không vượt được theo dõi thôi ví dụ nhé à, ví dụ CTR mà thời gian tới mà cầm đến thứ tư chẳng hạn mà nó cứ lên được lại vùng một trăm ba sáu mà đỗ ở trên đấy thì các bạn tham gia các bạn mua còn không mà mẫu hình vai đầu vai này mà lên không được cuối cùng lại cắm mỏ đấy, đấy cũng cả hạn chế mọi người nhé nếu mà có khi là các bạn canh con VTB này test lại về vùng này thì có, có khi tham gia mua còn ổn ừ. tôi thì cái, các bạn biết cái dạng này thì thị trường nó đánh biên tương đối ngắn vào phô mô dễ chết lắm mọi người nhiều ông cứ bảo là bất động sản thì lọ thì kia thì các bạn nhìn bất động sản nhé ví dụ như DG nhé nó tăng từ vùng đáy nó lên 40% rồi. 40% rồi mà các ông kêu là không khỏe bằng công nghệ mà gì lọ những người người ta mua vùng dưới này người ta ăn cả 40 phần trăm rồi mọi người người ta bắt đáy người ta ăn cả 30 40 phần trăm rồi không phải biến ít đâu Nếu bạn nào đánh ngắn thì các bạn mới thế lọ thế kia thôi chứ còn nếu mà ai mà cầm đấy g mà người ta mua người ta bắt đáy người ta ăn được 30 40 phần trăm không thua dòng công nghệ đâu công nghệ bây giờ ông cmg từ vùng đáy này thì thì đã được tăng được bao nhiêu phần trăm đâu đúng không 50 phần trăm đã tăng được nhiều đâu nếu mà bây giờ những cái người người ta kẹt ở trên vùng 70 71 người ta vẫn đang lỗ lòi kèn rồi. Chứ không phải công nghệ nào cũng ăn Vì theo bot là người ta mới ăn thôi VTB người ta mới ăn thôi Hay VGI chẳng hạn thì cũng ăn Nhưng mà xét về những cái ông đu đỉnh 100x 111, 112 thì bây giờ đang lỗ Vẫn đang lỗ rất là nặng chứ có phải là Lãi hết đâu đúng không Gọi là điểm mua là ví dụ ông tích vùng biên này Bollinger bo lại này vượt qua mấy 10 dòng tiền vào Thì các bạn tham gia các bạn mua thì các bạn kiếm biên lợi nhuận nhưng mà xét về biên độ thì làm sao mà đã tăng bằng được cái nhịp sóng bất động sản vừa rồi. Đúng không? ví dụ như kiểu phát đạt này, người ta mua từ vùng dưới này người ta trong một khoảng nhé khoảng một thời gian so sánh với các dòng công nghệ và dòng bất động sản bất động sản biên nó cũng lớn hơn nhiều chứ chẳng qua bây giờ đúng không bây giờ khoảng tầm một tuần vừa rồi dòng công nghệ nó nổi sóng thì thì tất nhiên bất động sản thì không được cái vị gì bởi vì tăng rồi nó tăng trước rồi đúng không? quan trọng điểm mua thôi mọi người ăn nhau điểm mua thôi nhiều khi mà các bạn cứ chê cổ lọ của kia nhưng mà đấy, cứ đụng vào thử ví dụ DG thử bắt vùng dưới này xem ăn được cái 30 40 trăm ngay ông nào cầm theo kiểu trung hạn thì các bạn uh, về bờ ngay ví dụ như các bạn là mà giai đoạn này này đấy giai đoạn này các bạn bán này vùng dưới này các bạn bán này xong các bạn đu dòng công nghệ là các bạn lỗ lặng luôn đấy xong rồi uh, dòng bất động sản thì tăng đấy cứ bây giờ bây giờ các bạn lại nhảy sang dòng công nghệ các bạn đu thì cũng tôi cũng không biết là liệu các bạn có ăn không? tôi thì tôi đợi nếu mà VNX mà tạo mẫu hình vai đầu vai ngược ấy, để xem xem dòng nào sẽ là dòng dẫn. Tôi tin là nếu mà thị trường tích cực phải có dòng banh bất động sản hoặc là chứng khoán. chứ còn nếu mà bây giờ bảo dòng công nghệ mà dẫn dắt thị trường mà cứ tăng vù 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 thì tôi nghĩ hơi khó. Đấy, ngoài ra kẻ trụ nữa. nhá, đấy xong dòng công nghệ. quan điểm cá nhân tôi sẽ không mua đuổi hay nữa. nếu mà có mua đuổi thì có mua thì chắc cân nhắc với mấy cổ như rồi. CMG mới út này thì nếu mà xem thời gian tới xử lý cản tốt thì tham gia mua thôi chứ cũng chả chủ quan gì đâu CMG có VTR nhé VTR các bạn à, CTR các bạn chú ý là khi mà nó phá cái mẫu hình vai đầu vai thì các bạn tham gia các bạn mua nghĩa là lên được lại cái vùng tầm 136 đấy cứ tích lũy quanh vùng đó thì các bạn mua được còn không thì nó lại mẫu hình vai đầu vai lại cắm mỏ để chết đấy Đấy cả dòng nó tăng gần trần cái thứ ông Việt theo ông có khi là, là chim mồi đi chết. Đúng không? theo là chim mồi thì chết. Các bạn thấy dòng công nghệ mang tiếng là sóng dòng hôm vừa rồi có mỗi VGI mà Việt theo tăng mạnh chứ. Ví dụ như FPT chẳng hạn, tăng được bao nhiêu đâu mọi người? Có tăng được bao nhiêu đâu? 1 2% chứ tăng được bao nhiêu đâu. CMG tính ra nhưng đã tăng được bao nhiêu đâu mà mọi người bảo là thế ở kia, cẩn thận ăn chim mồi đó mọi người nhá. Không đùa đâu đến lúc mà quay đầu giảm nó cũng đi hết đấy ok à, đấy là xong dòng công nghệ nhá nếu mà thích thì các bạn có thể là theo dõi cmg hoặc là nếu mà viettel bot tôi vẫn tin là viettel bot nếu mà test lại các bạn tham gia mua sẽ an toàn hơn thứ nhất là nó 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 vượt đỉnh lịch sử rồi đấy thì vượt đỉnh lịch sử thì thường sẽ có một nhịp test lại cái vùng 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 đỉnh lịch sử đấy thứ nhất form của nó mới là form một đỉnh nhá mọi người nhá form là mới form một đỉnh Ừm, test lại kiểu kiểu dĩ xong một đỉnh nữa thì cho nên nếu các bạn canh mua dòng công nghệ là tôi nghĩ vẫn là việt theo boss sẽ hay đấy test lại cái vùng đỉnh lịch sử này thì nghĩa là quanh quanh cái vùng một chín sáu đấy chín sáu đấy tham gia các bạn mua chín sáu chín bảy tham gia mua được đấy, nếu test lại còn điểm mua thì nếu mà đẹp nhất thì tôi đã cho mọi người ngày mùng chín tháng 10 rồi một phiên break dòng tiền lớn vào đấy, các bạn xem video cùng lại các bạn theo dõi nhé bất động sản đi phân tích dòng bất động sản đi bất động sản thì hôm vừa giới trồi sụt trồi sụt quanh vùng này gọi tích biên. Ông này mà ông lại mất mái mươi thì thôi, coi như là nát. Hôm vừa rồi bất động sản thì nó có một bộ cặp lến thì không được tích cực cho lắm. Thứ nhất là nền rũ để kết hợp một phiên giảm tiếp theo. Còn cho nên là ví dụ dòng bất động sản đấy, đến tầm thứ tư mà không vẫn giữ không không giữ được trên máy mươi mà giữ, nếu mà giữ được trên máy Thì khả năng dễ vào sóng. Còn nếu mà lại đi thủng xuống biên này có khi lại vào một quả giảm mạnh thì hy vọng là ví dụ như cái dòng bất động sản nó sẽ giữ được trên máy 10 và nó tích biên coi như là những cái nhịp này nhịp rũ thôi các bạn thấy giảm này khối lượng rất thấp đúng không giảm khối lượng rất thấp thì các bạn theo dõi kỹ xem nếu mà nó giữ biên được từ đây đến thứ tư tuần tới mà nó không dụng đấy, không dụng máy 10 và nó tích biên như này thì khả năng sẽ vẫn rất là dễ sẽ vào dòng bất động sản đấy, dg này lowland này lowland thì, thì thì form này cũng ổn đấy bởi vì là có những phiên ngày mùng bảy tháng 11 là dòng tiền vào tăng biên độ tốt nhá Đấy nó vượt qua vùng kháng cự trước thì biên độ từ đầu tiên thì tạm thời thì nó sẽ lên lấp gáp vùng 1150 mươi dự kiến là như vậy chat giờ cũng đẹp chat ngày cũng đẹp gọi là đang gọi là tạo đáy dài hạn Đấy, cũng bây giờ về vùng đáy của đáy rồi nó vô về mặt kỹ thuật bây giờ Loveland đẹp hơn dg và 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 DG. DG thì có một cái bộ nến khá là xấu này, nến rũ lại gọi là nến bia mộ nhé mọi người nhá, nến bia mộ trong quá trình tăng mạnh tăng sốc để gặp nến bia mộ này. Đấy, nến bia mộ xong rồi rơi xuống. Đấy, mất cái bây giờ cái form này thì thì không còn khỏe nữa. Nhìn chắc giờ này thì cả cái vùng này đang là vùng kẹt hàng của nhà đầu tư. Thì cái điều quan trọng của DG bây giờ thì khoảng tầm đến thập thứ tư thứ tư đúng không? Cũng phải đến tầm tầm thứ tư thôi. Tầm giữa tuần là lấy lại được cái vùng mà mười sáu không mà lấy nữa lại để chắc khi các bạn phải bán đi tránh trường hợp mà ăn quả bô nha lưu ý nhé đây g thì form này thì về mặt kỹ thuật vẫn đánh trên 20 mươi mà chưa có vấn đề gì mà quá nặng nề cả. để xem thời gian tới nó phản ứng như nào để g rồi đây g đây g rồi nhé cố gắng độ bất động sản mà giữ được trên máy mươi thì tầm hai ba phiên nữa là rất là dễ sẽ vào sóng thùng thì thôi khả năng là thị trường chung cũng xấu luôn bởi vì là nhìn về mặt kỹ thuật tôi thấy là dòng bất động sản này banh này chứng khoán đang tương đối tích tương đối xấu ừ. phát đạt này cũng đang bình thường ngon phát đạt bình thường đang tích lũy ở biên hôm thứ năm có một phiên ngày mùng 7 tháng 10, tổng tiền dòng tiền bạo khá là tốt ngày xem nào xem nó tăng lên Đấy. tăng dòng tăng thì form của phát đạt này cũng dễ rất là dễ tăng đang đánh, đánh trên mấy mươi cũng chưa vi phạm gì quá lắm Uh, sell này tích biên, Sell tích biên, bollinger bo lại, những cái form kiểu bollinger bo lại như này, ấy, thì nếu mà khi mà có sóng dòng dễ tăng vào và tăng nhịp tăng tốt lắm, thì bạn chú ý nhé, khi mà sell mà vượt được cái vùng mà mười lăm bảy vượt rồi với dòng tiền lớn ấy, thì đấy là điểm mua, nó chẳng khác là những cái cổ phiếu như uh, vtb này, lúc mà tích lũy này, bollinger bo lại cứ lằng nhằng lằng nhằng lằng nhằng như thế, vô thấp mọi người nhé, bollinger bo lại vốn rất thấp đến khi mà dòng tiền vào là bắt đầu bứt nền này, dòng tiền vào này tăng biên độ lớn này, đấy thì bắt đầu khả năng là đảo chiều xu hướng và bắt đầu vào sóng tăng, ấy. các bạn lưu ý nhé, đấy là dòng à, bất động sản, à, nó sẽ giống đây ví dụ như các ông mà bây giờ coi như là bây giờ không có nhìn cái giai đoạn tăng này nữa, thì bây giờ nó chỉ dừng đến đây thôi, thì các bạn thấy nó cũng rủi ro, nó cũng đang rủi ro nhưng mà các bạn lưu ý giảm điểm vốn rất thấp, nó giảm vốn rất thấp, đấy trên kia thì toàn vùng kháng cự đấy, giảm biển vô rất thấp này xu hướng gọi là gom hàng tích lũy đấy và đến khi mà nó gom đủ hàng đáy một đáy hai này dòng tiền vào bứt nền này đấy thì lúc đấy nó vào sóng chẳng khác nào bây giờ những cái cổ phiếu như DG thôi các bạn thấy giảm có khối lượng đâu thì mình theo dõi nhưng mình cũng không chủ quan mình cũng không chủ quan thì theo dõi thì là ký khi mà nếu mà uh, tiếp tục tích lũy và nó lấy lực lại mày mươi rồi dòng tiền nó quay trở lại thì nó dễ vào sóng còn nếu mà nó mất mày mươi thì bán thôi vi phạm bạn nào có thì cầm nó bán luôn đấy, lưu ý nhá Lowland thì form bây giờ là đang vào thuộc dạng đẹp hơn dg dg rồi ok sang dòng banh đi mbb đấy, form đang suy yếu tôi đang sợ dòng banh lắm à, đang sợ dòng banh viên thì tôi rất là dự kiến là nó sẽ đánh mẫu hình vai đầu vai ngược rồi đây vai đầu vai ngược mọi người nhìn chat giờ sẽ sẽ hay hơn chart giờ nó sẽ tạo mô hình vai đầu vai ngược này. đây đây là đây là cái vai vai trái này Đấy, đầu này vai phải nó đã tích lũy vùng này và nó bắt đầu đánh lên đấy, thì nếu mà có giảm thêm thì về chắc về vùng 1246 thì khả năng sẽ cũng bật hồi bởi vì đây là cái vùng hỗ trợ khá là tốt của của chát giờ Đấy, thì khả năng về vùng này cũng sẽ bật thôi thì lúc đấy nếu mà tạo mô hình vai đầu vai ngược các bạn sẽ thấy là MACD phân kỳ dương ba đoạn là một này hai ba đã phân kỳ dương mọi người nhé Nó sẽ phân kỳ dương ba đoạn thì lúc đó dễ dễ vào sóng còn ngày thì bây giờ nếu mà nó hoàn mà hoàn thành cái mẫu hình vai đồ anh ngược mà vượt được qua vùng 1264 tuần tới thì lúc đấy MACD lúc đấy sẽ cắt lên đấy nhá các lưu ý MACD lúc đấy sẽ cắt lên tôi rất là kỳ vọng là với 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 đà hạ lãi suất cũng như là thị trường thế giới tích cực như vậy thì không nghĩ Việt Nam sẽ là một đất nước mà chỉ số đi 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 đi, đi ngược lại trên thị trường thế giới thì thật là đáng tiếc còn làm là quả ví dụ đi ngược bình thường thì chả sao ông làm như quả úp xong rồi bán giải chấp thì, thì cạn lời luôn không còn ngôn ngữ gì để nói tôi thì nhìn viên này thì giống năm 2019 lắm mọi người giống giống năm 2019 cứ cứ xoay quay đi ngang này giống giống giai đoạn 2019 này nhiều quả gãy như thế đây giai đoạn 2019 giai đoạn này khác gì đâu mọi người không khác gì giả vờ gãy gãy xong lại, lại kéo lên tạo đấy một đấy hai xong lại lòng hoàng lại đi lên nhưng mà nó cứ chỉ trong biên như vậy thôi đấy, ví dụ những cái cổ phiếu tăng mạnh nhất trong một giai đoạn mà tăng của thị trường thì nó tăng khoảng tầm ba mươi bốn phần xong lại điều chỉnh đấy, lại điều chỉnh mạnh nhưng là không tăng quá nhiều đâu mọi người nó không tăng quá nhiều đâu nó chỉ tăng khoảng tầm biên uh, 20 30 phần trăm rồi bắt đầu lại rơi chứ không phải tăng kiểu x đôi x ba như kiểu những cái giai đoạn up trên mạnh đấy các bạn lưu ý giai đoạn này thì nhìn form cũng ghê chứ này phân kỳ âm mấy đoạn này. Đấy, giai đoạn này phân kỳ âm mấy đoạn này, này gãy này mở gáp giảm này phân kỳ âm mấy đoạn này cũng hồi lên rồi lại uh, tụt xuống hồi lên tụt xuống tạo ba này bắt đầu mới đi lên kinh phân kỳ âm mấy đoạn thì lúc này lúc này thì, thì mà cd cắt lên các bạn nhớ giai đoạn này giai đoạn này tôi nghĩ giống giai đoạn này đấy, đấy đây thật ra cũng là mô hình vai đầu vai nhé đây vai này đầu này vai chỉ là hơi cân thôi mọi người nó cân quá nó cân quá thì nó không nhìn rõ vai để vai đầu vai thì đến khi mà vai phải mà cắt lên mà vượt qua mấy mươi thì nên lúc đấy mà các bạn nhìn MACD bắt đầu phân kỳ dương thì nó dễ vào sóng Và bây giờ gọi là giai đoạn đang thành hình thôi đấy, giai đoạn ở viên gọi là giai đoạn đang thành hình không đẹp đấy, giai đoạn viên không đẹp đánh dưới mấy mươi là đẹp không không đẹp rồi bao nhiêu nhà đầu tư đánh trong mấy mươi của viên người ta đã vào đâu chứ người ta chưa vào tiền và thường người ta đợi khi mà VN vượt qua 20 thì bắt đầu người ta mới vào Đấy. những nhà đầu tư đánh trong 120 là như vậy thì, uh, khi mà VN uh, vượt qua 20 thì bắt đầu người ta mới mò người ta mới giải ngân tìm những cái cổ phiếu tiềm năng nhất có thể dẫn sóng để người ta đầu tư nha cho nên là các bạn um, có thể đợi thêm khi mà Vinnex đạt được những cái mẫu hình đẹp hơn hoàn thành mẫu hình thì vào cũng không muộn đâu tôi nghĩ chả vào chả muộn đâu quay trở lại đi à, VB Bank này cũng đang uh, không được tốt cho lắm nhưng mà VB Bank khả năng về quanh quanh vùng 19 nó sẽ bật hồi VB Bank này, ACB à, form này đang tích biên hết rồi ACB thì form gần như của VNX luôn Đấy, BIDV ừ, cũng form yếu nói chung là form này là form tăng cũng chả được bao nhiêu đâu nhìn dòng uh, banh form chán lắm đều đánh bị gọi là mẫu hình đa số là mẫu hình vai đầu vai ấy. và vượt lên thì đã gặp kháng cự form này thì khá là yếu sang dòng chứng khoán đi chứng khoán này SSI cũng vậy nhưng mà cần những cái nhịp mà nó vẫn giữ được VCB thì cần những cái nhịp mà nó chui lên Đấy. form chưa có điểm mua chứng khoán thì có viên đi thì thì bắt đầu gần dần 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 lấy được xu hướng đi thì hôm trước có chia sẻ mọi người trên YouTube rồi là form của nó là rất là dễ sẽ lấy được lại xu hướng và dễ tăng ừ, rồi tạo đáy trước mà tạo đáy trước và định 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 giá của ông đi cũng thuộc vào dạng rẻ nhất của của dòng chứng khoán Đấy, gần như là rẻ nhất bởi vì so với quy mô uh, đúng không, so với quy mô và và lượng lượng uh, tỷ trọng so với lượng uh, thị phần môi giới thuộc vào dạng đang rẻ Đấy, và một trong những cổ phiếu dòng uh, chứng khoán chưa về đỉnh cũ. Đúng không? trong khi FTS BSI uh, rồi đó, rất là nhiều cổ phiếu dòng chứng khoán nó về vùng 1.500 rồi nhưng mà VND thì cứ đang mò thôi tích lũy rồi, giai đoạn này đang tích lũy đây một trong những cổ phiếu của dòng chứng khoán hiếm hoi đánh trên mấy mươi bắt đầu đang xử lý lý cả dần dần nó bắt đầu dễ là nếu mà sóng của dòng chứng khoán có khi VND dễ chạy SHS này đấy, cũng đang tích lũy biên thôi đang tích rất chặt MAC bắt đầu cắt lên Hôm cũng rất là dễ sẽ có nhịp tăng tốt khi mà nếu mà dòng chứng khoán chạy. SSS rồi BND VCI đấy form thì như SSI, SSS và SSI thôi. Vẫn là tích biên dòng chứng khoán mà dẫn thì tốt bị ai form xấu này. FTS này. FTS và VND là một trong hai cổ phiếu mà thuộc vào dạng gọi là khỏe này, của của dòng chứng khoán nếu mà dòng chứng khoán chạy, FTS có ý, cũng rất là dễ sẽ chạy đấy mọi người nhé, BVS cũng vậy, đẹp, à, BVS cũng đang thuộc dạng tích lũy, cũng thuộc dạng đẹp của dòng chứng khoán. Hôm vừa rồi mà thị trường tiêu cực như vậy, nó vẫn xanh điểm và dòng tiền tốt như này là cũng ổn đấy. Cái tích biên và xử lý cản có khi này về được lại cái vùng đỉnh cũ, khi mà thị trường có sóng, là BVS có khi lại về lực lại cái vùng tầm 47, 48 bốn tám đấy, BVS về mặt kỹ thuật hiện giờ đang có VND, BVS và STS đang thủ dạng tốt nhất của dòng chứng khoán nhé thì các bạn lưu ý ba cổ phiếu này của dòng chứng khoán rồi banh chứng thép đi nam kim cũng ổn đang tích biên tốt cứ đợi thôi tôi nghĩ là với những cái cổ phiếu mà kinh doanh kết quả lợi nhuận tốt thì các bạn đợi cho nó chạy thôi nhé chưa vi phạm gì cả có khi dòng thép tuần tuần tới có khi có sóng lưu ý tạo mô hình hai đỉnh nhưng mà mà về được cái vùng cân nghĩa là vùng 2160 này, 2160 sáu tiếp tục đi lên được Đấy. nam kim hoa sen nam kim thì đẹp hơn hoa sen bởi vì nam kim đã phá xu hướng giảm còn hoa sen bây giờ các bạn nhìn này mô hình vẫn đỉnh sau tới trước đỉnh một này đỉnh hai đỉnh ba nam kim người ta còn tăng một phần trăm ông hoa sen này ông còn, ông còn còn giảm hòa phát này cũng hòa phát thì cũng được đang tích lũy biên xử lý cả đối với dòng thép sang dòng bất động sản khu công nghiệp đi kbc đấy, chưa vi phạm gì đấy, vượt qua vùng kháng cự đấy này vượt qua vùng kháng cự test 1200 về test lại test lại vùng hỗ trợ này đấy rất bài bản chắc giờ chắc ngày đang đẹp không có vi phạm bất kỳ điều gì mọi người nhé đấy, cầm được đấy, SSC ồ đấy, nhưng mà chân hơi dài bắt đầu xử lý cản rồi LC tuần sau chắc tăng thêm tầm trăm nữa sẽ phải, phải tích lũy lại thôi. LC về mặt vô hình thì chưa vi phạm bất kỳ điều gì mọi người nhé. Nhưng mà gặp vùng kháng cự rồi cũng không lên mua đuổi nữa. Tăng tầm 3-4% là lại phải tích lũy lại thôi. LC form thì chưa vi phạm bất kỳ điều gì bạn nào có thì cầm nhé. Chưa vi phạm gì. VGC này ổn. Phòng này cứ cầm thôi. Chưa vi phạm gì đâu mọi người nhé. Cứ cầm thôi. Nó xử lý cả nó mọi người cái vùng kháng cự này nó nó tương đối dài thì nó mất thời gian nó xử lý cả xử lý xong tôi nghĩ là là, là con này sẽ chạy tốt Vgc Đấy, SSC KBC Đó. dtd Đấy, khỏe Đấy, cũng đang xử lý cả form cũng đẹp nha video form này là mới có một đỉnh thôi hôm trước có bảo mọi người test lại quanh vùng này tham gia mua mà về gần 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 về đúng không hôm trước là giảm 2,21% giảm gần về vùng tôi cho mọi người để mua à, DTD hai phiên dòng tiền vào khá tốt rồi các chỉ báo về phân tích kỹ thuật đang tương đối đẹp nhé à, bất động sản khu công nghiệp mọi người cầm được Nha. KBC VGC DTD hay là SSC đều cầm được có ví dụ những cái cổ phiếu như GBR rồi form này nó xấu gặp vùng kháng cự này thì bứt qua làm sao được không khó lắm mọi người để một một nhịp đầu tiên rất khó có thể bước được qua nhịp cái vùng kháng cự này thế nên tại sao mà tôi không thích gbr và um, và idc là như vậy kháng cự rất là dài khó bứt mọi người khó bứt khó ăn ví dụ bạn nào cầm ví dụ như idc thì cầm cũng được bởi vì í, ít, nhiều idc nó vượt qua mấy mươi ông gbr ông còn kháng cự rất dài và trốn chưa vượt mấy mươi idc thì nếu mà khả năng có khả năng là lên được lại vùng 61 60 61 hay ví dụ như ví dụ idc nó test về mấy mươi thì khả năng các bạn tham gia các bạn mua được nhưng mà tôi thì không thích IDC và GVR trong dòng khu công nghiệp Ví dụ IDC mà GVR mà tăng mạnh KBC, SSC và VGC sẽ tăng mạnh hơn So với những cái cổ phiếu như IDC và GVR Ok, đó là bất động sản khu công nghiệp Rồi banh, chứng, thép, dầu khí, BLX Trung form xấu, oi Oi nhìn còn được được tôi thì tôi không thích dòng dầu khí dại này lắm, VHV vẫn đang yếu, BBC, tích lũy, nói chung là cũng chỉ hồi phục kỹ thuật thôi, để mà vào sóng tăng hơi khó. Giá dầu thế giới thì vẫn đang giữ trên 70, Đó. hàng hóa này, giá vàng giảm, giá dầu là 73,8, nói chung là vẫn giữ trên 70 nhưng mà ông Donald Trump là ông lên thì giá dầu thường hay có xu hướng là giảm dạ. tổng thống lên, đô la mỹ sẽ mạnh và thị trường bitcoin hay là thị trường tiền số các thứ tốt tích cực, chứng khoán thì cũng đẹp đúng không? nhưng mà tôi thấy Việt Nam phản ứng thế này thì hơi tiêu cực. cả thị trường thế giới người ta đẹp như vậy, mình là một trong những nền kinh tế tốt đúng, không? đúng và ông Trump lên thì nhá xét về mặt gọi là vĩ mô thì ông Trump lên thì nền kinh tế Việt Nam sẽ được hưởng lợi bởi vì là người ta sẽ đánh thuế của bên Trung Quốc nghe là là một chính quyền mà, mà người ta rất là 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 muốn Trung Quốc suy yếu và cho những cái đối gọi là đối thủ của Trung Quốc mạnh lên Đấy, thì mình coi là một cái đối tượng tiềm năng mà nước Mỹ muốn nâng đỡ quan trọng là hy vọng các bác nhà mình sẽ có những cái, cái 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 bước đi đúng đắn và đu dây thật là tốt ở cái giai đoạn này để mà tận dụng tốt cái cơ hội mà mà được hưởng lợi bởi 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 cuộc chiến thương mại mỹ trung à, hy vọng là như vậy tránh tránh là bị, uh, bị 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 uh, nước mỹ điều tra ra những cái yếu tố đó là tuần hàng trung quốc đấy là một bên mà tuần tuần hàng trung quốc để xuất khẩu sang mỹ là chế giờ đấy mọi người hy vọng là các bác nhà mình thật là tỉnh táo và và, và có những bước đi hợp lý để cho đất nước của mình sẽ hóa rồng ở trong cái nhiệm kỳ của ông Donald Trump. Nói sang một vài cổ phiếu khác đi, Masan, Masan thì, thì 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 về vùng này thì chắc cũng sẽ bật hồi thôi. Đây, về vùng này, tương đương cái vùng đáy trung hạn vùng 70, đấy 70, 72 là sẽ bật hồi thôi mọi người nhé. Đấy 70 nhé, vùng 70 là Masan khả năng sẽ bật hồi rất là cao. Masan này, MV form này tôi không thích rồi nhưng mà ít nhiều kiểu cứ quanh quanh này có khi mới viết có khi tăng tốt hơn so với những cổ phiếu khác kiểu là cái form kiểu đánh mãi mà không rơi mà khi mà nó lấy được lại mấy mươi có khi là lại vào sóng ví dụ nhá, bạn các bạn nào thích MV nhá các bạn đợi cho nó vượt sáu sáu là các bạn mua được đấy MV vừa sáu là các bạn mua được. Rồi. thủy sản đi, ANV. Ổn nhá mọi người nhá, để hôm trước cũng bảo mọi người ANV đạt điểm mua vào ngày 16/1 đấy. Thì nó mất thời gian nó xử lý cản thôi. Thì bây giờ cũng xử lý cản tương đối tốt rồi. Thì uh, điểm mua mọi người nhá, nếu bạn nào thích ANV thì điểm mua sẽ về vùng này. Đấy sẽ là điểm mua về lốc gáp đấy. Đó là điểm mua. IDI này khả năng cũng tăng thêm này, giờ tương đối đẹp. À. Form khả năng tăng thêm. À, VHC này Đấy, cũng, cũng, cũng cũng ổn thủy sản này khi mà ông Donald Trump lên thì thủy sản này dệt may Đấy, tôi nghĩ là tương đối ổn VHC này cũng tốt này sang một vài cổ phiếu thủy sản này. cũng đẹp này xử lý cả luôn. TNG đang mất thời gian xử lý cả mọi người nhé nhưng mà form về mặt phân tích kỹ thuật đang thuộc vào dạng là đẹp của thị trường thôi GIL này Nên cũng lấy 10 20 này dòng tiền vào khá là tốt mấy phiên rồi Đấy. MSH may sông Hồng có phiên tăng 4,4% phần trăm tăng bốn phần trăm đều đang xử lý cản mọi người nhé xử lý cản xong là dễ tăng thôi. TNG thì về mặt à, phân tích kỹ thuật và cơ bản cũng tương đối tốt Đấy, TNG về mặt phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản tương đối tốt đang nâng đáy dần mất thời gian xử lý cản thôi Ok hôm nay phân tích vậy đi nhé các bạn muốn hỏi mã ngành nào thì các bạn bình luận xuống phía dưới tối sáng ngày mai mình sẽ trả lời mọi người Chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ và những cổ phiếu của các bạn tăng thật là mạnh mẽ trong tuần tới.